Hello mọi người, mình là Sube đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh KH không tốn AB. Có rất là nhiều người chỉ các bạn đánh KH bằng phương pháp đánh vào con mang rợ này trước. Sau đó từ con mang rợ này các bạn sẽ kéo sang con KH. Cái phương pháp này đã rất là xưa rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách đánh KH mới không tốn AB luôn. Đây sẽ là phương pháp của mình. Mình sẽ lợi dụng những con bảo vệ đền này. Trước tiên á, là mình sẽ kéo cái đạo quân của mình ra trước đã. Mình sẽ dùng con đi chat kẹp với Lazy Song Ghi nha. Rồi bộ skill thì mình chọn hai cái skill kéo mang rợ. Mình sẽ gọi những con KH này ra trước. Đối với những Kingdom chơi càng về sau thì những con bảo vệ đền này chẳng có ai đánh đâu các bạn. Càng về cuối KVK, thắng thua đã ngã ngũ rồi thì không còn đánh nhau nữa. Nhiều người đã mát hết level tướng rồi, cho nên những con bảo vệ đền này mình thấy người ta bỏ rất là nhiều. Nếu như Kingdom của các bạn không cho tiêu diệt những con bảo vệ đền á, thì các bạn đừng có tiêu diệt những con bảo vệ đền. Các bạn cứ mượn những con bảo vệ đền này để cho các bạn có thể đánh được những con KH mà không tốn AB là được rồi. Sau đó các bạn kéo ra xa để cho con bảo vệ đền này nó trở lại về cái vị trí ban đầu. Vậy thì các bạn sẽ không cần thiết phải giết con canh gác chạy. Rồi các bạn cứ để ý cái phương pháp của mình kéo nha các bạn. Mình sẽ đánh lần lượt từ bên phải sang bên trái. Đối với những con KH ở phía bên trái thì nó sẽ khá là xa so với lại những con bảo vệ đền này, cho nên mình phải đánh từ từ. Ưu tiên đánh những con KH ở bên tay phải của mình trước, sau đó đánh từ từ sang bên tay trái và chích lên trên. Như Kingdom của mình á, chẳng có fix thời gian đánh những con bảo vệ đền này đâu. Còn Kingdom của các bạn fix á, thì các bạn đừng có tiêu diệt những con bảo vệ đền là được rồi. Kingdom của mình cho tự do xử lý hết những con bảo vệ đền này luôn. Trong lúc mà mình đánh KH này á, mình sẽ tranh thủ làm luôn cái nhiệm vụ thành lũy, coi như là mình làm một được hai luôn nha các bạn. Sau khi mình tiêu diệt xong một con KH thì mình sẽ trả nhiệm vụ, sau đó mình nhận một cái nhiệm vụ mới. Những con mang rợ á, các bạn khoan hãy giết nó nha. Tí nữa cuối video clip mình sẽ cho các bạn biết lý do tại sao không nên giết những con mang rợ. Các bạn phải cố gắng giữ cho con mang rợ sống càng lâu càng tốt. Rồi như lúc này nè, con mang rợ nó máu đỏ rồi nha. Mình sẽ kéo ra xa để cho con mang rợ nó từ bỏ mình. Rồi con mang rợ đã từ bỏ mình rồi đó các bạn. Mình sẽ trả nhiệm vụ, sau đó lại tiếp tục nhận một cái nhiệm vụ mới. Những cái nhiệm vụ thành lũy mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cho nó xong hai con KH này luôn. Đạo quân của mình cũng máu thấp rồi, do cái tech nghiên cứu của mình khá là yếu á. Tại mình chơi F2B mà, F2B tech nghiên cứu không thể nào nâng cao được đâu các bạn. Kingdom của mình rất là tự do dân chủ, các bạn muốn đánh những con bảo vệ đền này đánh khi nào cũng được. Không có yêu cầu các bạn phải như thế này, phải như thế kia đâu. Ngay cả mấy cái con Bowler, mấy cái con mà pháo đài mang rợ á, cũng chẳng có ai fix thời gian cả, ai thích đánh gì đánh. MGE hôm nào lười á, chả fix luôn. Cho đua tự do, bởi vậy là đợt trước á, mình mới chớp lấy thời cơ để hốt con Bacan ngay đó. Kingdom của mình là fully tự do dân chủ luôn nha các bạn, tự do muôn năm nha. Đấy còn con KH cuối cùng thôi. Trước đây mình hay nói với các bạn á, là lúc nào các bạn cũng nên ưu tiên tele tòa nhà của các bạn đến gần những cái vị trí bệ thờ đền thờ. Tại vì gần những cái bệ thờ đền thờ này các bạn sẽ có thể nhận được rất là nhiều lợi ích. Như là đánh mang rợ không tốn AB nè. Cái này mình trước đây có làm video clip cho các bạn rồi nha.
rồi mỏ tài nguyên sẽ có level cao hơn nè, với lại xung quanh những cái bệ thờ đền thờ á, lúc nào nó cũng có khoảng 1 cho đến 2 cái mỏ game mọc xung quanh cho các bạn farm game bá cháy blum bò chét luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái lợi ích khác khi các bạn tê lê tòa nhà đến gần những cái bệ thờ đền thờ, là tiêu diệt Kaha không tổn AB dù chỉ là 1 phút. Đây cho các bạn xem tăng quân nha. Đó, mình chọn hai cái skill này. Cái skill này thì mỗi lần mà các bạn vô trong cái map anh hùng ca thì nó sẽ có skill khác nhau. Hên xui thôi. Mỗi một con Kaha mình sẽ nhận được 52 K8 pha lê. Mình đánh cái này chỉ dùng T4 thôi nha các bạn. Dùng T5 tốn tài nguyên lắm. Cái phương pháp này mình không biết là có kênh YouTube nào đã chỉ các bạn chưa. Hình như là không có đúng không? Mình là người đầu tiên thì phải. Đa số người ta chỉ các bạn đánh mang rợ xong mà kéo sang con Kaha không à. Nhưng mà cách này thì các bạn phải tốn 70-80 AB cho con mang rợ đầu tiên. Rồi lỡ kéo fail thì các bạn lại phải tiếp tục tốn 70-80 AB. Các bạn đã không tiết kiệm thì thôi. Một khi đã tiết kiệm thì các bạn phải tiết kiệm cho đáng. Giống như là đi chơi với người yêu vậy á. Hoặc là không làm gì hết. Một khi đã làm thì phải làm cho nó sướng, phê lên tới nóc luôn nha anh em. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi đây là một cái phương pháp mà mình hướng dẫn cho các bạn hơi đặc biệt một chút. Là các bạn phải thông qua một con mang rợ. Đó là lý do tại sao lúc nãy á, mình nói với các bạn là khoan hãy giết những con mang rợ. Đầu tiên mình cũng đánh con canh gác chạy, sau đó kéo sang con Kaha. Sau đó từ con Kaha phía dưới này muốn lên được con Kaha phía trên á, khoảng cách của nó quá xa đi. Mình không thể nào kéo trực tiếp lên đó được, cho nên mình phải bắt buộc thông qua một con mang rợ. Mình sẽ tiêu diệt con Kaha này trước, sau đó mình kéo sang con mang rợ, sau đó dùng con mang rợ này làm vật trung gian để bắt lên những con Kaha ở phía trên, sau đó tiêu diệt hết những con Kaha ở phía trên luôn. Đối với cái phương pháp này á, các bạn không cần thiết phải kỹ thuật kéo quá cao đâu. Các bạn có kéo fail hay là kéo như thế nào cũng không sao hết á, miễn là các bạn đừng có giết cái con canh gác chạy. Con canh gác chạy còn sống là các bạn sẽ còn gỡ. Còn nếu như các bạn đã lỡ tay đánh chết con bảo vệ đền luôn thì các bạn phải làm sao? Các bạn cứ đánh cho hết cái tên đó, rồi các bạn cứ đợi tới 0 giờ 10 phút UTC hoặc là 12 giờ 10 phút UTC thì những con bảo vệ đền nó sẽ reset lại. Lúc đó các bạn tiếp tục gọi những con cốt tiêu Kaha ra để mà đánh. Đây, bây giờ mình đã tiêu diệt xong con Kaha thứ nhất rồi nè. Bây giờ mình sẽ mượn cái con mang rợ này để đánh cái con Kaha ở phía trên. Đối với con mang rợ này á, thì các bạn khoan hãy giết nó nha. Nếu như mà các bạn không còn những cái cốt tiêu Kaha nữa thì lúc đó các bạn có thể giết chết con mang rợ này cũng được. Được lượm thêm cái phần quà của con mang rợ này. Còn nếu như các bạn máu thấp hoặc là như thế nào đó thì các bạn không nên giết con mang rợ này nha. Nhiều khi các bạn còn cái cốt tiêu Kaha các bạn phải đánh nữa thì những con mang rợ này nó sẽ giúp ích cho các bạn đó. Còn như mình thì cái thân này là thân cuối cùng rồi, cho nên mình giết con mang rợ này luôn. Đấy, vậy là mình đã được thêm một cái phần quà free luôn nha, từ con mang rợ hồi nãy. Đừng có kéo bậy kéo về nhà nha các bạn. Nên kéo lên cái mặt đất á. Rồi còn con Kaha cuối cùng thôi. Mình sẽ đánh cho cái con Kaha này nó tụt xuống máu thêm một chút nữa. Tại vì đạo quân của mình máu khá là thấp rồi. Đối với những con Kaha các bạn nên để gần cuối KVK rồi các bạn mới đánh nha.
hiện tại là chỉ còn khoảng 6-7 ngày là KVK này nó kết thúc rồi. Đợt này mình win KVK ha, khá là vui. Đó, bây giờ mình sẽ kéo con K2 cuối cùng luôn. Rồi, vậy là ok rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy điểm hành động của mình không có bị tiêu tốn gì hết nha. Đối với hai con mang rỡ ở phía trên á, nếu như mà mình còn máu nhiều thì mình sẽ kéo lên trên luôn để ăn thêm hai con mang rỡ nữa. Một con Kha này á là các bạn phải tốn khoảng 200 điểm hành động các bạn mới có thể đánh được nó. Nếu như các bạn đánh vào con mang rỡ trước rồi đánh Kha thì các bạn phải tốn khoảng 70-80 AB nha. Còn như mình là không có tốn AB gì hết á. Các bạn nên để dành Kha tới gần cuối KVK rồi lúc đó các bạn mới đánh. Tại vì gần cuối KVK á thì cái điểm cướp bóc của các bạn nâng lên cao rồi, lúc đó các bạn sẽ kiếm được nhiều pha lê hơn. Như mình là bây giờ một con K2 là kiếm được 52k8 điểm pha lê. Những cái pha lê này á, các bạn kiếm được càng nhiều thì các bạn sẽ có cơ hội kiếm được càng nhiều xu quý và các bạn sẽ đổi skin nhà huyền thoại càng nhanh nha. Do là đạo quân recharge của mình thấp máu rồi cho nên mình phải kéo xuống phía dưới một chút xíu. Mắc công nó đánh trúng cái con mang rợ. Con mang rợ nó đánh chết mình luôn á. Nếu như mà mình còn nhiều máu thì mình mới đánh lên trên. Sau khi mình đánh xong như thế này thì mình sẽ đi lụm những cái hộp gương. Hên hên là nó sẽ ra tượng cam chung chung đó. Nhưng mà khó lắm, tỷ lệ nó ít lắm. Chủ yếu là kiếm pha lê thôi. Nếu như các bạn tiêu diệt những con Kha rất là sớm ngay từ đầu KVK á, thì số lượng pha lê của các bạn nhận được chắc chắn không thể nào mà lên được 52k8 hết á. Các bạn phải nâng cái điểm cướp bóc lên các bạn mới kiếm được nhiều pha lê. Mình nhớ là ở giai đoạn đầu KVK nếu như các bạn tiêu diệt con Kha hình như nó có khoảng 30k điểm pha lê gì à, ít lắm. Nó còn bây giờ là 52k8 nha. Rồi mình sẽ đi lụm nốt ba cái hộp K2 này luôn. Các bạn thấy ở đầu video clip á thì cái số điểm pha lê của mình là khoảng 1.1 triệu đúng không? Bây giờ các bạn thấy nó lên tới 2.3 triệu luôn rồi kìa. Đối với những bạn nào siêng á, siêng làm những nhiệm vụ hành lý nhiều. Nhiệm vụ hành lý hên xui nó sẽ có một số nhiệm vụ cho các bạn cốt tiêu Kha, các bạn nên ưu tiên làm những cái nhiệm vụ đó, làm càng nhiều càng tốt. Làm càng nhiều thì càng gần cuối KVK các bạn sẽ có được rất là nhiều pha lê để các bạn nâng tech nghiên cứu pha lê và các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều xu quý. Rồi, vậy là xong. Đây là cái điểm cướp bóc 1 của mình đã nâng lên max level 5 rồi nè. Còn đây là cái điểm cướp bóc 2, mình nâng lên được level 7 thôi. Muốn nâng lên cao nữa thì mình phải nâng những cái khác ở phía trước. Đó, nhưng mà mình thấy mình nâng không nổi rồi cho nên thôi mình gọi con K2 ra đánh luôn. Đây là bộ trang bị của con Recharge hồi nãy mình sử dụng nè. Đây là bản Talon của con Recharge hồi nãy mình sử dụng. Bạn nào thấy phương pháp này phù hợp với các bạn thì các bạn làm theo. Các bạn nào muốn tiết kiệm tối đa những cái điểm hành động free của các bạn thì các bạn cứ làm theo thôi. Còn nếu như các bạn không thích phương pháp này thì thôi bỏ qua. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.